chúng ta tiếp tục với bài thứ 6 phần 3 tổng quát mô hình ứng dụng quát và stochastic gradient descent của xe phóc quyết thiết quá trình quát rộng nó hình thức rõ ràng mô hình ứng dụng quát và ứng nghiệm đến chương 3 trong cuốn cho một cái nguyên mốt nguyên mốt và trong 6 chúng ta còn 10 tuần nữa bắt đầu này cho đến nay chúng ta đã xem xét các ví dụ quy và ví dụ phân loại hồi quy ở cho liên tục và phân loại cho đặc biệt trong bộ ví dụ hồi quy chúng ta có cái y cho trước x và theta thuộc cái phân phối chuẩn với trung bình nguy phương sai là sigma vương trong cái bài toán mẫu liên quan đến phân loại thì lại chúng ta có hàm y cho trước x và theta thuộc cái phân phối Bernoulli với hàm phi với một số định nghĩa phù hợp nguy và phi tương là hàm của theta của x và theta đây là có gì là các bạn nguy là phi là cái hàm của x của ánh xạ có x và theta trong một ngày chúng ta sẽ chỉ ra rằng cả hai phương thức trên đều đặc biệt của mô hình các bài toán lớn hơn gọi là mô hình tuyến tính tổng quát GLM chúng ta cũng chỉ ra rằng cách thức những mô hình khác những mô hình khác trong cái nhóm bài toán của GLM có thể tái sinh áp dụng ở những bài toán của quy hay là phân loại bây giờ nói vấn đề là cái nhóm ngũ nhé cái gì để làm việc với thằng GLM chúng ta sẽ bắt đầu định nghĩa cái nhóm phân phối ngũ chúng ta nói rằng một lớp các phân phối trong cái nhóm ngũ có thể được viết được cái dạng là V, I và N bằng VI nhân với E mũ mà chỉnh hợp đó không chuyển vị N nhân với T hàm cánh sẵn T I trừ đi A nhân với N ở đây N là cái tổng số tự nhiên gọi là canonical parameter tự nhiên của cái phân phối này chưa của phân phối của cái này chưa và TI là cái gọi là sufficient static tức là tính thống kê cái này là thống kê đủ tức là thống kê đủ tức là một thống kê có tính chất đủ theo mình thống kê ở tham số chưa biết của nó ý nghĩa đấy tức là sufficient static thì là một thống kê đủ nên là nó có tính chất đủ theo mình thống kê và tham số chưa biết của nó ở đây xem xét là trường hợp ti bằng i tức là chính nó khách sạn này và chính nó và ai là logarit là hàm phân hoạch logarit thế này và cái giá trị là e mũ alpha nó ai n đóng vai trò quan trọng trong việc là chuẩn hóa trong việc là có cái hàng số chuẩn hóa và khiến cho cái phân phối này có tổng chia cho cái tích phân trên y bằng một ta quyết định t là gì nữa a b định nghĩa là các tập quy t a b định nghĩa là tập phân phối mà thông số hóa bởi n thay đổi chúng ta sẽ lấy những khác nhau trong cái nhóm phân phối mũ này chúng ta đã chỉ ra rằng Bernoulli và phân phối Bernoulli rất là cao là ví dụ của phân phối mũ ở đây Bernoulli với trung bình là phi được viết dạng là Bernoulli phi
là một cái phân phối ở trên y thuộc cái từ 0 đến 1 sao cho tăng cho xác suất của y bằng 1 phi với phi thì bằng phi, còn xác suất y bằng 0 với cái trung bình phi này thì bằng 1 phi. Và khi ta thay đổi phi ta thu được các phân phối các phân phối với trung bình khác nhau. Và chúng ta chỉ ra rằng cái lớp của các phân phối các phân phối thì chúng ta sẽ chứa rất nhiều phi, và đó là một phần của các nhóm các cái quý mũ. Ví dụ như là có một lựa chọn của T là B sao cho phương trình 3.1 trên này trở nên thành chính xác cái phân phối của mình được cái tại nhỉ, thằng này thằng đây này biết thay thế BI bằng một cái gì thôi BI em đúng không đây này TI bằng 1 trừ này E em lâu qua biết rồi PI cái thông số tự nhiên cho bởi N bằng logarit của phi trên 1 phi này tự nhiên. Nếu chúng ta thay đổi những cái này cho N thông qua giải bài toán phi theo N sẽ thu được phi bằng 1 trên 1 cộng E trừ N. Cái này tương tự hàm small và từ đó chúng ta sẽ phá sinh sang cái một kilowatt như là một phần của cái bài toán từ lý tổng quát để hoàn tất cái công thức hóa cái phân phối nghi như là một phần của hàm mũ. Chúng ta sẽ làm này PI bằng I này biết gì hay bằng lốc này bằng và BI bằng bây giờ sau xong bước đi rồi chuyển sang hàm Gauss. Biết rằng khi phái sinh trên một cái một nguyên tính thì giá trị của thằng số mang của phương phương sai không ảnh hưởng đến cái cuối cùng lựa chọn ta bằng theta hay là h hoặc cái hàm giả thiết. Như vậy chúng ta thể chọn một cái giá trị theta phương sai đó mà không phải gì cả, đơn giản hóa giá trị phương sai chúng ta sẽ có là thằng này bằng như này. À đây thì cái thằng cao là phần hàm mũ với thằng n bằng nguy, thằng t y bằng y, a y bằng nguy bình phương trên 2 hoặc bình phương 2 cái y này. Thì ngoài ra rất nhiều phân phối khác và thành phần của hàm phân phối mũ như là cái thằng mang tìm phân phối đa thức và qua sông rồi qua ma và các phân phối mũ khác rồi đến tận beta display.